Trương Di Động, cụ thần cuối nhà Thanh, tự Hiếu Đạt, hiệu Hương Đào, người cùng thời gọi là Hương Soái, từng đảm nhận chức tổng đốc lưỡng quảng và nhiều chức vụ quan trọng khác. Mong tự cường, chống ngoại xâm, giữ quyền lợi, lưu kiến thức. Đây là theo đuổi cả đời của Trương Di Động. Năm 1883 sau Công Nguyên, do vấn đề nước thuộc địa lân cận, chiến tranh giữa Pháp và nhà Thanh chuẩn bị nổ ra, quân đội Pháp và quân đội nhà Thanh triển khai một cuộc chiến vô cùng ác liệt, quân Thanh thương vong thảm trọng. Phùng Lão tướng quân, tổng đốc đại nhân, tham kiến tổng đốc đại nhân. Phùng Lão tướng quân, xin hãy đứng lên. Tạ ơn đại nhân. Cha con cùng ra trận giết giặc, hai vị thiếu tướng anh dũng thiện chiến, 10 tiểu đoàn thiếu quân lang binh, quả là danh bất hư truyền. Đa tạ tổng đốc đại nhân. Phùng Lão tướng quân, trận này đại thắng, đánh bại quân Pháp ở trấn Nam Quan, chấn hương quốc quy, biểu dương sĩ khí, công của ngài rất lớn. Đợi ta tấu lên thánh thượng và thái hậu, thượng khắp ba quân, việc nan di bảo vệ quốc thổ, thuộc hạ chết cũng không từ. Trương Di Động. Đại nhân, chiến dịch lần này tuy đại thắng, nhưng 10 tiểu đoàn thiếu quân của ta cũng thương vong không ít. Súng đạn của bọn giặc Tây quá nhanh, tầm bắn lại xa, còn chưa lại gần đã chết và bị thương quá nữa. Vậy số súng Liên Châu tức xạ mà Lý Trung Đường mua về không phát cho thiếu quân sao? Hồi bẩm đại nhân, gian vực lưỡng quảng, phòng tuyến ngàn dặm, lục doanh, hắc kỳ, quế quân, việt sở, quân nào cũng 10 tiểu đoàn, đến thiếu quân ta chỉ có 2 tiểu đoàn. Nhưng đạn dược không đủ, lại không biết sử dụng. Phòng tuyến thiếu quân của ta kéo dài 10 dặm trên chiến trường, nếu không có tướng sĩ, 2 tiểu đoàn chặn đòn tấn công, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Nói như vậy, chúng ta phải liều trên máu thịt của tướng sĩ sao? Đại nhân minh xét, chỉ có liều chết xông lên mới giành được phần thắng. Đại nhân nhìn đi, đây là súng kiểu mới mà bọn người Tây sử dụng. Trận này đại thắng cũng dễ dàng quốc quy,
Nhưng sao ta lại không vui nổi thế này? Ngoài mấy nghìn dặm, thật giả hư thực, nào phải thứ chúng ta có thể phân biệt? Vừa nãy ngài cũng nghe thấy rồi, cách nói của Thánh Thượng và Thái Hậu khác nhau. Ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng thì không. Ý của đại nhân là bớt nói đi thì hơn. Nhìn xem Trương Nam Bì xử lý như thế nào. Bác Lý Bách khẩn cấp. Bác Lý Bách khẩn cấp. Không ngờ triều đình lại sợ bọn giặc Tây tới mức này. Bọn Tây cũng đâu phải khúc gỗ không có tri giác đâu, đánh bị thương cũng không biết đau. Trận này tuy quân ta giành phần thắng trong nguy hiểm, nhưng cũng là nỗi nhục của nước ta. Không thừa thắng xông lên thì thôi, còn đòi rút binh cầu hòa, to gan. Không được ăn nói lung tung. Các ngươi không được ăn học thì hiểu gì về quân cơ? Thuộc hạ biết lỗi. Đại nhân, phía bộ binh trả lời sao rồi? Trước mắt sĩ khí đang lên, ta phải tấu xin Thánh Thượng quản việc rút binh. Hoàng thượng không thể làm chủ, đâu phải ngài không biết. Lỡ như đắc tội với Thái Hậu sẽ mất nhiều hơn là được đấy. Ta hiểu Thái Hậu nhiều hơn ngươi nhiều. Chuyện này dù chỉ có một phần dạng hy vọng, ta cũng phải thử. Truyền lệnh, Phùng Tử Tài của Thúy Quân, Lưu Vĩnh Phúc của Hắc Kỳ hỗ trợ các bộ quế việc Sở Hoài bố phòng dọc 30 dặm, dọc về phía nam trấn Nam Quan, đợi lệnh tấn công. Thuộc hạ tuân lệnh. Ta nghe nói Trương Chi Động tấu xin Hoàng thượng muốn quản việc rút binh. Sao Hoàng Nhạc Nương lại biết? Chuyện này có thật không? Đúng là có chuyện này. Vậy Hoàng thượng trả lời như thế nào? Tất nhiên là làm theo ý của Hoàng Nhạc Nương, bác bỏ ý kiến của Trương Chi Động. Phùng lão tướng quân, quân lệnh như núi, bổn đốc cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nhớ nửa năm trước, ta mời Phùng lão tướng quân xuống núi chống giặc mang gì? Thiếu binh thiếu lương, binh khí lạc hậu, bao nhiêu khó khăn cũng vượt qua được. Vậy mà tới khi thắng rồi lại phải rút binh cầu hòa như thế. Đại nhân không cần tự trách, thuộc hạ là quân nhân bảo vệ quốc gia, sớm đã không màng tới thân mình, chỉ là những phụ tử binh đang nằm ở đây. Nếu ta đi rồi, ai sẽ bái tế bọn họ đây? Phải đấy, thắng trong nguy hiểm cũng là thắng. Thắng rồi nhưng lại cầu hòa. Các tướng sĩ Đại Thanh chết trên chiến trường oan quá. Đại nhân, nghe nói Lưu Vĩnh Phúc, soái lĩnh Hắc Kỳ,
thu được một đô súng của bọn Tây, là bọn Pháp mới chế tạo ra, tầm bắn vượt xa cả súng rát. Có chuyện này không? Đúng là có chuyện này. Súng trường 1884 MLE, 8 phát bắn nhanh. Ta vẫn luôn suy nghĩ mãi, quốc phòng muốn mạnh, không có quả lực mạnh là không được. Trường mâu trảm đao, rồi sẽ tới lúc bị súng ống đạn dược thay thế. Kể từ khi Đại Thanh khai chiến với Pháp, đều chỉ thua do binh khí. Nhưng triều đình lúc nào cũng có một đám người tiến một bước, lùi ba bước, tầm nhìn hạn hẹp, không hiểu đạo lý muốn hùng mạnh phải củng cố bản thân. Khẩu Hồng Y Đại Pháp chế tạo thời Khang Hy, rồi Sa Thiết Đại Thương đều đang được phục vụ trong quân đội. So với sơn pháo, giả pháo của bọn Mang Di, mấy khẩu súng bắn liên thanh chỉ là một đống sắc dụng mà thôi. Ta đã quyết định tấu xin Hoàng Thượng mua một lô súng mới nhất của Đức Về, đồng thời còn phải xây dựng sườn súng pháo riêng của Đại Thanh ta nữa. Đại nhân nói chí phải. Phùng Lão tướng quân, bổn đốc xin phép cáo từ. Lần này từ biệt, không biết bao giờ mới gặp lại. Mong Lão tướng quân bảo trọng. Đa tạ Tổng đốc đại nhân. Hai vị thiếu tướng, việc phò tá cha mình luyện tập tân binh không được phép lơ là. Điều khiển súng ống là quan trọng nhất. Sau khi hoàn thành chiến dịch lần này, lập tức rút khỏi trấn Nam Quan. Tuân lệnh. Chào Trương đại nhân. Chào. Chào Trương đại nhân. Chào. Lâm đại nhân. Trương đại nhân. Ngài đây là... Lâm đại nhân, chúng ta vào trong rồi nói. Lâm đại nhân, chuyện mua vũ khí của Đức này, ý của Thánh Thượng và Thái Hậu như thế nào? Tố chương của ta dâng lên cả nửa tháng rồi, vậy mà chẳng có chút động tĩnh nào cả. Trương đại nhân, sau ngày ta cũng mới dâng tố chương lên rồi, hơn nữa còn sắp xếp thuộc hạ quy nạp cục chế tạo Giang Nam và xưởng vũ khí Thiên Tân nữa để chế tạo vũ khí. Vốn tưởng sẽ có thể lấy thêm chút tiền để mua vũ khí của Đức, nhưng ta cũng không biết hộ bộ đã bẩm báo lên Thánh Thượng và Thái Hậu như thế nào. Hôm qua đã trả lời ta chẳng ra làm sao cả, còn nói là để hôm khác rồi bàn. Chuyện xây xưởng vũ khí cũng bị bác bỏ sau. Việc mua vũ khí có thể tốn bao nhiêu tiền cơ chứ, vậy mà lại bác bỏ như thế. Huống hồ việc xây dựng xưởng vũ khí phải dùng tới cả nguồn vốn trong kho bạc đấy. Các tướng sĩ vô tội chết oan trên chiến trường đều là do vũ khí lạc hậu mà ra cả. Số tiền này nên tiêu chứ. Ta phải tấu xin lần nữa. Trương đại nhân, ngài đừng quá nóng lòng. Tại sao chứ? Theo lý mà nói thì ngài đã báo cáo xong, lúc này nên trên đường về phủ mới phải. Ông đường đột như vậy, người ta sẽ lại nói ra nói vào đấy. Theo lão phu thấy, tạm thời ông nên về Lưỡng Quảng đi, chờ thời cơ rồi lại mới lo liệu chuyện này. Nếu ông tùy tiện dâng tấu lần nữa, vậy thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, mất nhiều hơn được. Nhưng mà ta... Trương đại nhân, ngài cứ bình tĩnh. Lâm đại nhân, ta sẽ không từ bỏ đâu. Tuyệt đối không. Đại nhân, tìm thấy rồi sao? Tìm thấy rồi, theo như bản đồ gốc. Đại nhân ngài xem, núi non sông nước đều được đánh dấu rất chi tiết. Muốn cứu nước đúng là phải dựa vào những nhân tài như thế này. Lưỡng Quảng của chúng ta có bao nhiêu nhân tài như thế này? Ngươi tìm về hết cho ta. Dân gian nói trận chiến với bọn giặc Pháp đó, trên tàu chiến hải quân Dương Võ của chúng ta có một người trẻ tuổi, Lâm Nguy không sợ,
tác chiến anh dũng khi tàu Dương Võ bị bắn chìm vẫn không màng thân mình để cứu rất nhiều quan binh ngã xuống nước. Nghe nói hắn là học trò trong lứa du học sinh Mỹ đầu tiên, có thể nói là một nhân tài từng được Tây Phương giáo dục. Có một tráng sĩ như thế sao? Nghe nói còn là người huyện Nam Hải, phủ Quảng Châu chúng ta nữa. Tên là gì? Chim Thiên Hữu. Bái kiến Tổng đốc đại nhân. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Để ta nhìn ngắm vị đại anh hùng này nào. Đại nhân chê cười rồi, ba chữ đại anh hùng này ta thật không dám nhận. Được. Người trẻ tuổi, có công không kiêu ngạo, quả là hiếm có. Nào, ngồi đi. Tại hạ không dám, không cần đa lễ. Ngồi đi. Đa tạ đại nhân. Ta nghe nói ngươi từng du học Mỹ trở về sau. Năm ta 12 tuổi, có cùng 29 đứa trẻ khác cùng theo Dung Hoàng đại nhân đi Mỹ thi vào trường nào thế? Hồi bẩm đại nhân, ta học đại học Yale, khoa công trình dân dụng, chuyên tu sửa đường sắt. Nói như vậy, ngươi có nghiên cứu rất kỹ về đường sắt sao? Mau nói ta nghe xem, ngươi có mưu lược gì cho kiến trúc xây dựng đường sắt Đại Thanh không? Đại nhân, ngài cũng có hứng với công trình đường sắt sao? Chấn hưng nước nhà, đường sắt là mấu chốt quan trọng hàng đầu. Đường sắt không thành, chuyện khác đâu có gì đáng nói. Nước ngoài lớn mạnh cũng là nhờ nó đấy. Đại nhân nói chí phải. Có đường khắc giàu, không đường khắc khổ. Đại nhân, sau khi về nước, ta đã khảo sát qua, Đại Thanh ta đất rộng tài nguyên giàu, nhưng lại không có ai sửa đường. Hễ sửa đường là phải mượn tay người khác. Chúng ta thật lấy đó làm xấu hổ. Thuộc hạ cho rằng phải dùng hết số kiến thức mình có để đất nước không còn bị ức hiếp, có thể đứng lên trên thế giới. Nghe ngươi nói mà hơn cả học sách 10 năm. Ngươi đã nhắc tới trọng trách quan trọng trước mắt, đó là phải xây dựng tuyến đường sắt của mình xuyên dọc Nam Bắc, vượt khắp Đông Tây, chuẩn bị cho chiến tranh, còn tiện cho cả buôn bán nữa. Chuyện này vô cùng quan trọng. Ta sẽ tấu lên triều đình, bẩm báo mưu lược của ngươi lên thánh thượng. Làm phiền Tổng đốc đại nhân rồi. Không giấu gì ngài, ý tưởng lớn nhất đời ta đó là xây dựng một tuyến đường sắt của riêng mình, rồi tới tuyến thứ hai, tuyến thứ ba, để đám người Tây đó thấy chúng ta dựa vào năng lực của mình cũng vẫn có thể xây dựng một tuyến đường sắt thật tốt, rất có chí khí. Rồi sẽ có ngày ngươi làm nên nghiệp lớn. Thiên Hữu, Viện Bác học Hoàng phố Quảng Châu đã mở lớp rồi, lợi dụng sở trường của ngươi tới đó giảng dạy kiến thức phương Tây, bồi dưỡng nhân tài mới, đồng thời thiết kế bản đồ đi vận chuyển thương nghiệp. Rồi thì bố phòng quân sự của Đại Thanh ta đều phải được thiết kế kỹ lưỡng, không được sai sót. Không biết ngươi có đồng ý không? Thuộc hạ cầu còn không được. Được. Đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ điều ngươi đi thiết kế đường sắt, lập công mới. Tất cả xin nghe theo sắp xếp của Tổng đốc đại nhân. Phồn hoa nhung gấm, tứ hải lớn mạnh, cần phải có sức mạnh quốc gia. Tình trạng hiện giờ của Đại Thanh ta, đóng cửa tự thủ, giữ thối cổ hủ. Bọn Mang Di mạnh mẽ sớm muộn cũng sẽ phá cửa xông vào. Không có quốc phòng mạnh mẽ, công nghiệp lớn mạnh, tất cả đều chỉ là hư vô. Nào phải ta không nhìn ra được mọi chuyện đâu. Nhưng mà trong triều hiện giờ, phủ bại thành bảo, đấu đá lẫn nhau, chẳng ai chịu nghiêm túc gì quốc sự. Đám nhà môn phủ châu này câu kết với quân kinh thành, thông đồng lẫn nhau, gối trá liên miên. Lâm đại nhân, lần này ta vào kinh báo cáo, có mang theo hai bản tấu chương, một là việc tu sửa đường sắt, hai là mua súng. Nếu chuyện này thành, phải mau chóng mua vũ khí từ tay bọn Mang Di về, xây dựng xưởng vũ khí riêng của chúng ta. 2 năm rồi, ta chưa từng từ bỏ suy nghĩ này. Đám tướng sĩ
hy sinh ở trấn Nam Quan, lúc nào cũng ẩn hiện trước mắt ta. Nếu cứ thuận theo dòng chảy này, vậy bọn họ còn không phải đổ máu vô ích rồi sao? Trương đại nhân, ngài rung chuông đi, ta sẽ đánh trống. Không giấu gì Trương đại nhân, công bộ hai năm nay cũng gom được chút tiền trong vốn công của Cục Chế tạo Giang Nam và xưởng vũ khí Thiên Tân, vốn là dùng để ứng cấp. Thế này, ngài tiếp tục tấu xin, nếu gặp lời ra tiếng vào, ta sẽ lập tức báo lên triều đình, chúng ta cùng lên tiếng, chuyện này nhất định sẽ thành công. Đa tạ Lâm đại nhân, hôm nay ta phải kính Lâm đại nhân một ly mới được. Được, chúng ta cùng kính rượu. Mời, mời. Đại nhân, ngài xem chuyện này, nếu thánh thượng đã có ý trong chuyện này, thái hậu sẽ không đồng ý đâu. Phong thủy Giang Sơn, căn cơ đã bị phá, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Đại nhân minh xét, Trương Nam bị tấu lên như thế, e là sẽ gây ra chuyện lớn đây. Ngài im đi, trên triều tự sẽ có phán đoán riêng. Việc xây tuyến xe lửa chấn động trời đất sẽ kinh động tới tổ tông dưới đất đấy. Trương đại nhân nhắc chuyện xây dựng đường sắt là không được đâu. Toàn thứ suy nghĩ cổ hủ. Các nước phương Tây xây dựng đường sắt kết nối đi khắp nơi, vận chuyển vật tư, dù có là một con hào cũng có thể biến thành đường. Đây là đại kế để nước vào binh mạnh đấy. Con quái vật xe lửa này tỏa khói khắp nơi, dọc đường toàn là ruộng đất. Nếu đốt ruộng của người ta thì phải làm sao? Xe lửa các nước chưa từng nghe nói có vụ đốt ruộng bao giờ. Sự lo lắng này đúng là dư thừa. Trương đại nhân, hạ quan nghe nói trên xe lửa chỉ có đầu xe lửa mới tỏa khói thôi. Sao lại không bỏ cái đầu xe lửa này đi, đổi thành dùng ngựa để kéo xe lửa chứ? Ngu sủng. Xe lửa nặng cả ngàn tấn, nào phải thứ ngựa có thể kéo. Nếu ngựa có thể kéo được một thứ nặng như thế, còn cần xe lửa làm gì nữa? Chi bằng để ngựa kéo luôn đi, còn không nhanh hơn sao? Chuyện này, các vị đại nhân, đã tới giờ rồi, xin mời thượng triều. Khởi bẩm thái hậu, đồ Tây Dương thật sự tốt tới thế sao? Không xây đường sắt thì đại thanh ta sẽ diệt vong sao? Thái hậu, Ngự Thiện Phòng đã hầm canh ngân nhị tổ yến hạt sen mới cho người. Người nếm thử đi cho bớt giận. Nửa đêm rồi, lão gia về nghỉ ngơi sớm đi. Được, ta viết xong tấu chương này rồi sẽ đi ngủ. Ta thấy ông đã ngồi đây mấy canh giờ rồi, không lẽ ông muốn dâng tấu chương dạng chữ hay sao? Muốn thái hậu thay đổi suy nghĩ, cho dù là dạng chữ cũng chưa chắc đã thành đâu. Mua súng, xây dựng xưởng vũ khí, tu sửa đường sắt, lẽ nào quan trọng vậy sao? Ông không sợ gì vậy mà mất mũ ô xa sao? Nếu thái hậu có thể duyệt tấu chương của ta, cho dù có mất mũ ô sa, ta cũng chấp nhận. Ông đó đúng là cứng đầu như đá ấy. Phu nhân, bà đừng có ở đây làm phiền ta nữa, bà đi ngủ đi. Đi đi. Trương đại nhân, công công, ngài đi về đi. Chuyện này mấy ngày nay thái hậu vô cùng bất an,
đêm qua lại cả đêm không ngủ. Vậy Thái hậu có xem tấu chương của ta chưa? Xem rồi, có xem qua, nhưng lại ném sang một bên rồi. Vậy Thái hậu nói sao? Không có, nhưng mà xem ra có chút khó chịu rồi. Này, công... Quốc phòng muốn mạnh, không có vũ khí mà được sao? Các nước bây giờ đều đặt phát triển công nghiệp lên hàng đầu, nhưng Đại Thanh ta lại vẫn dậm chân tại chỗ. Không ai biết thế giới bên ngoài đã xảy ra thay đổi long trời lở đất như thế nào rồi. Đúng là chuyện đáng tiếc, đáng buồn, đáng cảm thán, nực cười đến tận cùng. Vậy sao đại nhân không đánh vào sở thích, tìm cách dỗ cho Thái hậu vui? Chỉ cần Thái hậu vui thì sẽ đồng ý chuyện này ngay thôi. Ta làm quan mấy chục năm, xưa nay vẫn luôn coi thường đám tiểu nhân chỉ giỏi nịnh nọt đó. Sao đây, muốn ta hạ mình làm trò vui sao? Vậy thì khác gì bọn họ cơ chứ. Đại nhân cũng không cần phải hạ mình, chỉ cần ngài dâng một món bảo vật trong tay ngài lên cho Thái hậu mà thôi, nhất định chuyện này sẽ thành. Nói bậy. Ta Thanh Liêm nửa đời người, đến nay nhà không thêm một căn, đất không thêm một mẫu, làm gì có kỳ trân dị bảo gì cơ chứ. Đại nhân ngài quên rồi, cái chạy hàng ma phỉ thúy tổ truyền của ngài, chỗ rỗng bên trong được thêm vào bột trung dược để bên gối sẽ giúp ích cho giấc ngủ. Giờ Thái hậu đang vì chuyện thù trong giặc ngoài mà không ngủ được, thứ này vừa hay lại có thể bốc thuốc đúng bệnh. Đó cũng phải thứ quý hiếm gì đâu, sao có thể có tác dụng được chứ. Có thứ bảo vật nào mà Thái hậu chưa từng thấy, cho dù là thứ giá trị liên thành, người cũng chưa chắc để mắt tới. Thứ mà người cần chỉ là một trái tim trung thành thôi. Đại nhân làm quan nhiều năm, sao tới chút chuyện này cũng không nhìn ra chứ. Người làm quan vốn chỉ nên vì giang sơn xã tắc, sao mấy chuyện bè lũ xu nịnh này lại nhiều vậy chứ. Công công, Thái hậu có ân chuẩn không? Trương đại nhân, xem ngài nóng lòng chưa kìa. Không phải, lão Phật gia truyền khẩu dụ, chạy hàng ma phỉ thúy tỏa hương thơm ngát, có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon. Ngài có lòng rồi. Thần xin khấu tạ hoàng Thái hậu. Còn nữa, miễn quỳ. Lão Phật gia cũng đã xem tấu chương của ngài rồi, nói chỉ là một tuyến đường sắt thôi mà, nhỏ thì có thể cải tạo giao thông, tiện cho vận chuyển, lớn thì có thể củng cố quốc phòng, chấn hưng sức mạnh quốc gia. Vậy thì làm đi. Công công, vậy là Thái hậu cho phép rồi sao? Trương đại nhân, việc xây đường sắt thật sự quan trọng tới vậy sao? Đáng để ngài phải vất vả đến vậy sao? Công công không biết thôi, Đại Thanh ta cần xây dựng đường sắt tới mức cấp thiết, không thể chậm trễ rồi. Có quá nhiều việc cần tới nó. Theo như mức độ ưu tiên, đầu tiên phải lấy tuyến Lương Hán làm đầu. Tuyến này mà thông, khí mạch của Đại Thanh ta sẽ đại thuận. Đối nội đối ngoại đều là chuyện chỉ có lợi chứ không có hại. Trương đại nhân, mấy đạo lý mà ngài nói ta nghe chẳng hiểu gì cả. Ta chỉ biết hầu hạ lão Phật gia mà thôi. Công công nói chí phải. Vậy còn tấu chương về việc mua súng, xây dựng xưởng vũ khí thì đều được cho phép cả. Giao cho phòng quân cơ chuẩn bị, hộ bộ công bộ thu gom tiền bạc, giao cho Trương đại nhân, Trương chi động ngài toàn quyền xử lý, cũng như lo liệu chuyện này. Thần xin khấu tạ hoàng Thái hậu. Trương đại nhân, ngài đứng lên đi. Tạ ơn công công. Ý chỉ đã ban tới công bộ, ngày mai sau khi thượng triều, ngài đến nha môn tổng lý lấy chi phí đi. Đa tạ công công, đa tạ công công.
Nhục nhã. Đúng là nhục nhã. Hiệp ước Giang Ninh, hiệp ước Khổ Môn, rõ ràng là người Anh cướp đoạt trước, người Mỹ, người Pháp mới theo sau. Vậy nên mới có hiệp ước Vọng Hạ, hiệp ước Hoàng Phố. Cứ như thế này, nước không ra nước, người dân làm sao sống yên. Nhưng chúng ta có cách gì được đây? Triều đình đàn áp bên trong, hạ mình giới bên ngoài, nào phải thứ chúng ta có thể thay đổi. Trước mắt gian thần lộng hành, bỏ hiện tại lấy kẻ xu nịnh, một anh tài cái thế như Lâm Tắc Từ, lại bị cách chức Xung Quân, kỳ thiện sợ địch như sợ hổ, để người Tây sai bảo đủ điều, dỡ pháo đài, giảm tinh binh, không đánh mà lui. Thật khiến đàn ông nhiệt huyết trên đời nản lòng. Vậy huynh có thể làm được gì nào? Hay cho một tài tử thiếu niên, Trương Chi Động, ta ra thêm một đề, để xem ngươi có thể đối được không? Mời ngài ra đề. Nam Bì Quyện đồng sinh cửu tuế, Bắc Kinh thành thiên tử vạn niên. Rất hay. Quyện Nam Bì đối với thành Bắc Kinh, cửu tuế đối với vạn niên. Rất hay. Quả thật là rất hay. Trương Chi Động, ta hỏi ngươi, nếu lần này ngươi giành ngôi đầu bảng, chí hướng của ngươi sau này sẽ là gì? Nỗ lực để thiên hạ chúng sinh có nhà che mưa chắn gió, có cháo ăn ấm bụng, có quần áo che gió lạnh, an cư lạc nghiệp, thiên hạ cùng vinh. Ngươi cầm gì trong tay thế? Hồi bẩm đại nhân, Kim Thiên Hộ dành thời gian một năm để phát quà hải dực ven biển Quảng Châu, hoàn thành việc hải hiểm yếu đồ, đặc biệt dâng lên cho đại nhân. Kim Thiên Hộ này đúng là một kỳ tài, tốt nghiệp công trình dân dụng mà còn vẽ được bản đồ hải dực. Mau đưa cho ta xem. Mời đại nhân xem. Tốt lắm. Có tấm việc hải đồ này, việc trấn thủ Nam Công Đại Thanh ta sẽ có căn cứ rồi. Bao năm nay, bọn người Tây điên cuồng tiến vào nước ta, nói là tới chỗ chúng ta làm ăn, nhưng lại không ngừng dòm ngó tài phú của chúng ta, không thể không đề phòng. Ta phải tấu lên triều đình, lệnh cho nha môn các châu, cũng như các hải dực phải không ngừng đề phòng. Cất nơi đi. Khởi bẩm Hoàng thượng và Thái hậu, thần Trương Chi Động chỉ định Viện Bắc học Hoàng Phố, Viện Hải đồ đã khảo sát địa hình Việt Hải. Kim Thiên Hụ cùng một vài học trò đã đi khảo sát một lượt các cửa khẩu Việt Hải. Đợi triều tịch đo rạn san hô, xác định vị trí đảo, phạm những nơi thuyền bờm có thể tới đều được đánh dấu kỹ lưỡng, giúp ích rất lớn cho việc phòng vệ của quân ta. Thần cho rằng hải vực Đại Thanh ta rộng lớn, các châu phủ đều nên bố phòng, mau chóng khảo sát, soạn ra bản đồ hải vực để dùng cho bố phòng. Đợi thần ra biển, xác nhận bản đồ không có gì sai sót xong, cho có thể giao việc hải hiểm yếu đồ cho phòng quân cơ, cũng như nha môn tổng lý xác nhận. Thiên Hữu, cái tên này của ngươi rất hay, đến ông trời cũng bảo vệ ngươi. Hơn một năm nay truyền dạy văn hóa phương Tây, đào tạo thủy binh, điều khiển quân hạm, xây dựng pháo đài, còn giúp bọn ta soạn ra tấm bản đồ biển này nữa, công lao không nhỏ đâu. Đại nhân quá khen rồi, chút công lao nhỏ này có đáng là gì? Thực ra trong lòng ta vẫn luôn muốn phát huy kiến thức mình học được. Thuộc hạ vẫn luôn ghi nhớ lời đại nhân từng nói, muốn nước giàu mạnh, Đại Thanh ta phải sửa đường, phải sửa đường sắt. Ta biết ngài là ngươi sắp không chờ được nữa mà. Ta nói ngươi nghe, rất nhanh thôi, Viện Bắc học Hoàng Phố các ngươi sẽ đổi tên thành Học viện Sư phạm Thủy thổ Quảng Đông, giảng dạy theo kiểu mới, cho mọi thứ đi vào chính quy, sẽ có thể điều các ngươi đến đất liền. Ta đã khởi tấu lên thánh thượng rồi, tạo nhánh trước, khai thông sau. Đại Thanh ta xây dựng sửa đường sắt rồi. Đa tạ đại nhân. Đại nhân, làm càng, đúng là làm càng mà. Giờ đang là lúc thiếu hụt quốc khố. Trương Chi Động không nghĩ cách kiếm ra tiền cho triều đình, còn phải đưa cho ông ta 200 vạn lượng bạc mỗi năm. Thế này khác nào làm khó hoàng thượng, làm khó thái hậu chứ. Đúng đó.
Đó không phải là gì khác mà là vàng thật, bạc thật đấy. Dồn số tiền này vào cái đường sắt xây mấy năm cũng không xong đó, thì khác nào ném tiền qua cửa sổ. Các vị đại nhân đến sớm quá nhỉ? Các vị đại nhân, việc chi tiền tu sửa đường sắt mọi người đều đã biết cả rồi. Đặc điểm của người Tây là phát triển công nghiệp để đưa quân sự cùng lên. Muốn Đại Thanh ta không bị người Tây ức hiếp nữa thì phải phát triển công nghiệp, thiết lập Tây quá, học hỏi để đánh bại chúng. Đại chiến Trấn Nam Quan giữa Trung và Pháp suốt 10 năm quan tự, ta nghĩ mọi người đều chưa quên phải không? Bọn Pháp chính là dựa vào tuyến đường sắt xuyên thông Nam Bắc mới kịp thời vận chuyển được một lượng lớn đạn dược cũng như lương thực cấp bổ, khiến chúng ta chiến đấu trong khổ sở. Nếu không phải Phùng Tử Tài, số lĩnh bộ đội liều chết đánh trả, nào có thể chiến thắng trong nguy hiểm vậy được? Trương đại nhân, ngài đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Ngài vừa mở miệng, mỗi năm 200 vạn lượng bạc. Ngài có biết kho bạc của nước ta mỗi năm có được bao nhiêu không? Không ngừng dâng tấu. Bọn ta thì chẳng đáng là gì. Nhưng ngài làm vậy thì khác nào làm khó thánh thượng. Tu sửa đường sắt là chuyện có lợi cho nước, cho dân. Muốn Đại Thanh ta mở rộng lãnh thổ, vật sản phong phú, nếu hàng hóa có thể di chuyển thuận lợi, tiền bạc cũng sẽ cuồn cuộn tới mà thôi. Nào chỉ là 200 vạn lượng chứ. Nói thì dễ lắm, nhưng chỗ ta không có tiền cho ngài đâu. Thái hậu truyền khẩu dụ: hôm nay hoàng thượng không được khỏe, miễn thượng triều buổi sáng. Trương Chi Động nghe lệnh. Kể từ hôm nay, Trương Chi Động được bổ nhiệm làm tổng đốc Hồ Quản, chuyên giám sát công trình xây dựng đường sắt Lương Hán. Triều đình mỗi năm sẽ phát 200 vạn lượng bạc. Nếu như không đủ, Trương Chi Động phải tự mình quyên tiền. Khâm thử, thần xin lĩnh chỉ tạ ơn. Tổng đốc Hồ Quản như ông cũng giàu quá chứ. Toàn bộ gia sản chỉ có chút này thôi. Phu nhân, lão phu chỉ cần chỗ này giàu có là đủ lắm rồi. Còn về những thứ khác đều chỉ là vật ngoài thân. Quá nhiều chỉ tổ làm lão phu không thở nổi thôi. Hôm nay ta vừa nhậm chức, các ngươi đều là những nhân tài từng du học nước ngoài về việc xây dựng đường sắt. Ta muốn nghe ý kiến của các ngươi. Hồi bẩm đại nhân, vừa nãy bọn ta đã bàn luận rồi, đều cho rằng nhiệm vụ quan trọng trước mắt là xây dựng xưởng sắt của riêng mình, không thể vào nhập khẩu sắt thép được. Vậy thì chẳng khác nào vẫn bị người Tây khống chế. Xem ra ta đã tìm đúng người rồi. Ta cũng nghĩ như thế đấy. Đường sắt, xe lửa, tàu thuyền, súng pháo, thậm chí là vật dụng dân gian, công cụ nông vụ, không cái nào là không làm từ sắt. Đây là nền tảng phát triển của mọi ngành công nghiệp. Nhưng mà hiện giờ chúng ta không thể tự sản xuất sắt thép, hoàn toàn ỷ lại vào nhập khẩu. Thật chẳng khác nào bị người Tây bóp lấy cổ. Ta cứ suy nghĩ mãi, muốn xây dựng một xưởng sắt của riêng mình, mua máy móc của người Tây về, tinh luyện theo kiểu Tây, như vậy sẽ có thể giải quyết được vấn đề sắt thép của Đại Thanh từ gốc. Chuyện này không hề đơn giản, cần các ngươi phải hợp lực mới được. Mau chóng soạn ra một kế hoạch cho ta. Tích Dũng, ngươi am hiểu ngoại ngữ, giỏi việc nước ngoài. Ta nghĩ chuyện này giao cho ngươi làm đi. Bị chức xin nguyện góp chút sức mọn.
Thái tiên sinh, ý ngài là chính phủ của các ngài muốn nhập khẩu thiết bị sắt thép của nước bọn ta sao? Phải. Thái tiên sinh, không phải các ngài chỉ biết chế tạo đồ sứ, trồng trọt cây trà thôi sao? Một ngành công nghiệp phức tạp như sắt thép này, liệu các ngài có học được hay không? Cái gì cũng phải học, học từng chút một mà. Lẽ nào các ngài vừa sinh ra đã biết luyện sắt thép sao? Thái tiên sinh, các ngài căn bản không có nền tảng công nghiệp. Quan trọng nhất là số thiết bị đó rất đắt. Khoản nợ của chính phủ các ngài với nước ngoài còn chưa trả hết. Làm gì có tiền mua những thứ đó nữa chứ? Đại Thanh, đất rộng vật nhiều, nhân tài kiệt xuất. Nào phải thứ mà các ngài có thể hiểu hết được. Đúng thế, Thái tiên sinh. Nghe đây, ta đồng ý đàm phán với chính phủ của các ngài. Nhưng ta phải đàm phán với ai đây? Đây không phải chuyện nhỏ đâu. Tổng đốc Hồ Quản, Trương Chi Động đại nhân. Trương Chi Động. Được thôi. Ngài Edward, không biết là ngài có hứng thú với ẩm thực Trung Quốc bọn ta không? Trương đại nhân, ta cho rằng đồ ăn Trung Quốc rất thiếu vệ sinh. Nhất là việc dùng đũa để ăn. Nó chẳng sang trọng chút nào. Vô cùng thô lỗ. Ta nghĩ Trung Quốc nên học hỏi văn hóa hiện đại của châu Âu bọn ta đi. Ngài Edward, vậy thì theo ngài, dao nĩa của các ngài có thể thắng được đũa của bọn ta sao? Tất nhiên rồi. Dao nĩa vừa đơn giản lại vừa tiện lợi, hoàn toàn có thể thay thế được công cụ nguyên thủy như đũa. Đem nồi lẩu lên đây. Ngài Edward, ta nghe nói người Tây các ngài thích ăn thịt. Hôm nay để ta mời các ngài nếm thử lẩu Trung Quốc. Mời. Đừng khách sáo, mời. Thịt của ta đâu? Thịt của ta đâu rồi? Ngài Edward, đũa của Trung Quốc nhìn có vẻ phức tạp hơn chúng nhiều. Lẩu của Trung Quốc có phải là rất ngon không? Rất tuyệt. Ngài Edward, về nỗi lo của ngài, ta cũng đã nói rồi. Đầu tiên, tiền bạc không là vấn đề. Bọn ta sẽ trả hết một lượt luôn. Thứ hai, bọn ta cần các ngài cho nhân viên chuyên nghiệp tới đây giảng dạy. Còn về phương diện thù lao, bọn ta sẽ cho các ngài một cái giá dự ý. Các ngài chi thiết bị, kỹ thuật, bọn ta chi tiền. Ngài thấy sao? Được thôi. Nếu các ngài đã đề nghị muốn làm,
ta cũng sẽ nỗ lực phối hợp. Nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng, với tình hình đất nước của các ngài, đây không phải là chuyện dễ dàng đâu. Không sai, dạng sự khởi đầu nan mà, cho dù có khó khăn tới mức nào, nhưng tương lai nhất định sẽ tươi sáng. Ngài Edward, ngài đi thông thả. Cảm ơn. Năm nào cũng có hàng mới, chất lượng ngày một tốt hơn. Lão gia, xem ông làm quan kìa. Bọn họ không có chuyện thì không tới tìm, tặng thì cứ nhận thôi. Nghe sư gia nói Trương Chi Động đó không phải cần tiền xây xưởng sắt sao? Sao hôm nay lại không thấy đâu thế? Một khoản tiền lớn như thế dễ lấy lắm sao? Ta đã tấu xin Thái hậu, trước mắt quốc khố trống rỗng, tiền vào mỗi năm có hạn, chi ra quá nhiều, đã không còn tiền nữa rồi. Hơn nữa, số tiền mà Trương Chi Động cần quá lớn, quốc khố không thể đảm đương nổi. Vậy ý chị của Thái hậu thì sao? Thái hậu chỉ cho 5 chữ thôi: gom, ưu tiên việc gấp. Vậy lão gia, ông định làm sao? Có đưa tiền hay không đây? Gom thì thôi đi, chỉ riêng 4 chữ ưu tiên việc gấp này thôi. Ta đã có dạng lý do để từ chối Trương Chi Động rồi. Muốn lấy mấy trăm vạn từ chỗ của ta sao? Không dễ như thế đâu. Cái gì? Chỉ phát 40 vạn lượng thôi sao? Đúng thế. Nghe nói hậu bộ thượng thư mượn ý chỉ của Thái hậu, cố tình không trả đủ tiền, dớ dẫn. Đúng là làm càng mà. Giờ đang là lúc dầu sôi lửa bỏng, chỉ có 40 vạn lượng thì có tác dụng gì? Đại nhân, chuyện này nhất định là hộ bộ thượng thư giở trò phía sau, nhìn mấy trăm nghìn vạn lượng cho đi ngay trước mắt mình, lại không giúp được chút lợi lộc nào, sao ta có thể không tức được chứ? Ý người là ông ta muốn có lợi lộc từ chuyện này sao? Nhất định là thế. Lũ sâu hại này, toàn một lũ vô sĩ, vì mưu lợi cá nhân mà không màng giang sơn xã tắc. Nếu cứ tiếp tục như thế này, nước còn là nước nữa không? Đại nhân, ngài có giận cũng vô dụng thôi. Bây giờ trong triều đâu đâu cũng là loại người này. Ngài không học cách linh hoạt, e là sẽ liên tục gặp khó khăn cho xem. Vậy theo ngươi thì phải làm sao? Đại nhân, ngài xem thế này được không? Sư gia vượt nghìn dặm tới kinh thành là vì chuyện hộ bộ phát tiền phải không? Đúng thế. Khó khăn của hương soái ta cũng có thể hiểu, nhưng hộ bộ ta cũng khó lòng mà làm được. Giờ quốc khố đã chi nhiều hơn thu rồi, làm gì còn tiền như vậy để chi ra chứ? Hương soái cũng biết khó khăn của đại nhân, vậy nên đặc biệt nhờ tiểu nhân tới báo cho thượng thư đại nhân. Chuyện này nếu thành, ắt sẽ hậu tạ. Hương soái nói đi đâu vậy chứ? Mọi người đều là quần thần, một lòng muốn dốc lòng vì quốc sự, không cần khách sáo như thế. Như vậy chẳng phải là xa cách quá rồi sao? Đại nhân yên tâm đi, hương soái nhất ngôn cửu đỉnh, nói được nhất định sẽ làm được. Mong đại nhân dốc lòng vì chuyện này nhiều hơn. Được được, phiền sư gia về chuyển lời cho hương soái, trong vòng nửa tháng chuyện này nhất định sẽ thành. Vậy phải làm phiền đại nhân rồi, sư gia vất vả rồi. Tiểu nhân cáo lui. Trương Chi Động này cuối cùng cũng hiểu chuyện hơn rồi. Con đường xây dựng nước nhà cần càng nhanh càng tốt. Xây dựng xưởng sắt mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Phía sau chúng ta còn phải xây dựng xưởng sắt, phường dệt vải, xưởng súng pháo, những học đường bồi dưỡng nhân tài. Chỉ có nền tảng vững chắc, từng bước phát triển mới có thể phân cao thấp với bọn người Tây đó. Nào, từ từ thôi. Khởi bẩm đại nhân, cái này do Tổng đốc Hồ quản, Trương Chi Động, Trương đại nhân vận chuyển từ Hồ Bắc tới, không biết bên trong chứa thứ gì.
mà vô cùng nặng. Được rồi, ta biết rồi. Các ngươi lui xuống hết đi. Dân, đại nhân. Nặng sao? Nặng là đúng rồi. Bạc mà. Có thể không nặng được sao? Ta làm vậy cũng xem như không nuốt lời. Đây là hậu tạ đấy. Chỉ tiếc cho số sắc tốt đó của chúng ta thôi. Ngươi nói xem, có thế nào cũng là lô thành phẩm đầu tiên mà xương sắc chúng ta tạo ra. Một thứ có ý nghĩa như thế, thượng thư đại nhân đó phải cười thầm mới đúng. Đại nhân, chuyện không hay rồi. Chuyện gì mà ngươi hốt hoảng thế? Theo kết quả kiểm tra chất lượng xương sắc, hàm lượng carbon quá thấp, khó sử dụng lâu dài. Hàm lượng quá cao sẽ gây nứt gãy. Nếu dùng làm đường sắt thì chất lượng không đạt chuẩn. Phía đường sắt không chịu nhận nguyên liệu sắt từ chỗ chúng ta. Ngươi nói cái gì? Các vị đại nhân, Trương Chi Động ham lập công lớn, ham lập thành tích mà lãng phí tiền của, dẫn đến quốc khố lãng phí mấy trăm vạn lượng bạc. Số sắt thép sản xuất ra căn bản không thể sử dụng. Chúng ta phải tấu lên hoàng thượng trị tội ông ta. Đại nhân, xưởng sắt Hán Dương vừa thành lập không lâu, kinh nghiệm còn chưa đủ, vậy nên bổn quan nghĩ vẫn nên cho nó thêm thời gian mới phải. Nếu không lập tức ngăn cản Trương Chi Động, sau này chi phí sẽ còn lớn hơn nữa. Trước mắt quốc khố đã không còn chống đỡ nổi nữa rồi. Chúng ta nỗ lực vốn là gì? Phát triển quốc gia lớn mạnh, bảo vệ xã tắc. Khó khăn bên trong, nào ai hiểu được. Vậy nên bổn quan cho rằng chúng ta nên tấu lên triều đình, tiếp tục ủng hộ mới mong có hy vọng thành công chứ. Công bộ của đại nhân hỗ trợ Trương Chi Động xây dựng xưởng sắt thép, tất nhiên phải nói giúp cho ông ta rồi. Nhưng mà ngần ấy bạc đâu phải từ trên trời rơi xuống đâu chứ. Giờ đang là lúc triều đình gặp nhiều rắc rối. Làm gì có nhiều bạc như thế để các ngài lãng phí chứ. Im miệng. Hỗn xược. Lâm đại nhân bớt giận. Bổn quan nhận hoàng ân, bảo vệ gia nghiệp này cho tổ tông, nhất định phải tính toán kỹ lưỡng mới được. Phải phấn đấu chấn hưng đất nước, không có gì sai. Nhưng cũng phải nhìn xem số bạc trong túi có đủ hay không. Ông ấy lãng phí tới mấy trăm vạn lượng bạc, chuyện này là thật phải không? Chúng ta cứ báo đúng sự thật. Còn có trị tội hay không, cứ để cho hoàng thượng quyết định đi. Thế nào? Từng câu từng chữ đại nhân nói đều là lời lẽ chân chính. Một lòng vì triều đình, vì xã tắc. Nhưng lại không biết đại nhân có thực sự lời nói đi đôi với hành động, công bằng liêm khiết không. Ngài cáo từ. Đại nhân, tìm ra nguyên nhân rồi. Mà nói ta nghe, số máy móc xưởng sắt thu mua trước đây đều mang tính axit, không thể loại bỏ phốt pho, dẫn đến sắt thép bị gãy. Nếu đổi hết máy móc thành tính kiềm, sẽ có thể sản xuất ra mặt tin ưu tú rồi. Vậy mau đi mua đi, mua lại máy móc cần một lượng lớn ngân lượng. Trước mắt triều đình đã ngưng phát tiền, vậy nên để ta tìm cách xem sao. Đại nhân, trước đây từng có viên quan nước Oa từng ám thị, nếu cần tiền có thể vay từ bọn họ. Người Oa sao? Lòng lan dạ sói, trời sinh tham lam. Bọn họ không lương thiện như vậy đâu. Nhất định là có mục đích, không thể cho ai biết đó. Nhưng bây giờ tình hình cấp bách, việc dựng hành xưởng sắt cần một khoản tiền lớn. Thời gian không chờ chúng ta đâu đại nhân. Yeah.
cũng được. Nhưng mà trong hợp đồng vay, nhất định phải nói cho rõ, mọi quyền điều khiển xuống sắc Hán Dương đều thuộc về Đại Thanh. Người Hoa có thể đòi lãi cao, nhưng tuyệt đối không được xen vào việc vận hành xuống sắc thép của chúng ta. Thuộc hạ hiểu rồi. Lão gia, sao phu nhân còn chưa đi nghỉ? Thời gian trước ông không ngủ được là do sườn sắt thép vẫn chưa vận hành tốt. Nang nguyên liệu đã kiểm tra xong, không chút vết nứt. Sao lão gia còn lo ngày lo đêm vậy chứ? Phu nhân không biết thôi. Sự nghiệp phát triển công nghiệp mấy năm nay, suốt dọc đường vượt đủ khó khăn mới bước qua được, dần khiến ta nhận ra rằng Đại Thanh chúng ta không thiếu tiền tài mà thiếu nhân tài. Thua kém các nước rất nhiều về công nghiệp cũng như quân sự. Khác biệt lớn nhất nằm ở giáo dục và chế độ, nhất là việc bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Chế độ triều đình mờ nhạt, những kẻ nịnh hót thì chiếm ngôi cao, người tài thì lại bị áp chế. Chỉ có cải cách chế độ, học hỏi kiến thức phương Tây để sử dụng, mới có thể xoay chuyển thế cục từ gốc, hùng mạnh quốc thể mà thôi. Trước mắt trong triều, nhiều kẻ ngoan cố cổ hủ. Lúc này muốn thúc đẩy kế hoạch, e là khó lắm. Nào phải ta không biết những khó khăn trong chuyện này. Giống như con người bị bệnh nan y, kỵ nhất là dùng thuốc quá bổ. Chỉ khi tìm ra nguồn bệnh, dần dần điều trị, mới có thể chuyển biến tốt. Thời gian này ta cứ suy nghĩ mãi, muốn thay đổi thời cục từ gốc. Chỉ có mở lớp học công nghiệp kỹ thuật quân sự, bồi dưỡng các nhân tài mới, tìm hiểu về thời đại mới mà thôi. Ý của lão gia là mở học đường, dạy dỗ người mới, xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Đại Thanh ta có cục chế tạo Giang Nam, xưởng vũ khí Thiên Tân. Tại sao Trương Chi Động còn muốn xây dựng xưởng súng pháo nữa chứ? Sa thiết đại thương giới đại pháo Hải Phòng của cục chế tạo Giang Nam chế tạo ra đã lỗi thời từ lâu rồi. Thiết bị cũ không nói, sớm đã không gánh vác được trọng trách rồi. Đại Thanh ta nhiều lần trải qua chiến tranh với giặc Tây, đường gì súng ống vũ khí không bằng người ta mà chịu đủ khổ sở. Nay Trương Chi Động có thể tỉnh táo lại, xây dựng một xưởng vũ khí hoàn toàn mới, đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. Đúng là chuyện tốt, nhưng xây dựng xưởng phải tốn tiền. Hộ bộ vừa nãy không phải còn kêu nghèo sao? Tiểu nhân xảo quyệt, tham lam thành tính, nhưng lần này hắn lại không ngờ. Lần này Trương Chi Động, Trương Đại Nhân dân tấu chương lên, lại không hề nhắc tới việc bảo triều đình phát thêm tiền, định tự mình nguyên tiền. Trương Nam Bì này đúng là không đơn giản. Thái hậu, Trương Chi Động, Trương Đại Nhân tới. Mau gọi ông ta vào đây. Dân, truyền Trương Chi Động vào. Thần Trương Chi Động cung thỉnh Hoàng Thái Hậu thánh an. Đứng dậy đi. Tạ ơn Thái Hậu. Khanh vừa đi, liền đi hơn một năm ròng đấy nhỉ? Hồi bẩm Thái Hậu là một năm hai tháng. Ngồi đi. Tạ ơn Thái Hậu. Ta gọi ngươi tới cũng không có chuyện gì, chỉ để nói chuyện với ta chút thôi. Bọn trẻ trong nhà vẫn khỏe chứ? Hồi bẩm Thái Hậu, cha mẹ của thần đã qua đời nhiều năm rồi, vợ con đều vẫn khỏe mạnh, làm phiền Thái Hậu lo lắng rồi. Còn không phải sao? Tính ra Khanh cũng hơn 50 tuổi rồi. Nghe nói cha Khanh hình như từng làm tri phủ của Đại Thanh ta, tri phủ Hưng Nghĩa Phủ.
Đó đã là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi nhỉ? Hồi bẩm Thái hậu, đã 38 năm rồi. Lúc đó, thần chỉ mới 13 tuổi. Trí nhớ của Hoàng Thái hậu tốt quá. Cha Khanh Trương An là người Nam Bì, cả đời liêm khiết, lo việc chính sự, còn tập trung lo cho giáo dục, đứng đầu trong hàng quan chức địa phương đấy. Những lời cha thần từng dạy, thần cả đời cũng không dám quên. Chăm chỉ yêu nước, không sơ sài qua loa, một lòng vì triều đình, vì lê dân bách tính. Cha Khanh dạy rất hay. Đại Thanh ta nếu như có thêm mấy trung thần như Khanh, thì không cần lo dân giàu nước mạnh nữa rồi. Nhiệm vụ của thần là phấn đấu vì nước, vì dân. Cơ nghiệp Đại Thanh tổ tông để lại muốn được phát triển. Chỉ có dạy dỗ đời sau, củng cố sự nghiệp, có quân đội mạnh, chống giặc ngoại xâm, giúp Đại Thanh ta có thể đứng vững giữa các nước mạnh mà không bị đàn áp, quan lại ngoan cố, không màng chính trị, là bất hạnh của đất nước. Rất nhiều người nói Khanh phá vỡ quy tắc của tổ tông. Nhưng mà ta nghĩ những gì Khanh nói, mong tự cường, chống ngoại xâm, giữ quyền lợi, lưu kiến thức, những tâm tư này cũng có lý của nó. Nói ta nghe đi, cũng không biết đám người Tây đó giáo dục kiểu Tây là như thế nào. Thần đang lên kế hoạch viết thư khuyến học, đã đang áp dụng cách giảng dạy của phương Tây rồi. Vừa học vừa làm. Được, vậy Khanh làm đi. Mau chóng tìm ra đầu mối hưởng thiện dân. Không dám phiền Thái hậu ban thưởng, thần xin phép cáo lui. Có thế nào cũng phải ăn cơm chứ. Khanh muốn ăn gì? Hồi bẩm Thái hậu, thần muốn ăn mì. Hay cho Trương Nam Bì nhà Khanh. Ai cũng nói Khanh keo kiệt, tiết kiệm đến tận trong cung của ta luôn rồi. Cứ làm theo lời ngươi, thưởng một bát mì. Dân, Thái hậu có chỉ, thưởng một bát mì. Tạ ơn Thái hậu. Đây là súng trường Mauser 1888 của Đức chúng tôi. Khả năng bắn chuẩn xác, tầm bắn lại xa, cách sử dụng vô cùng đơn giản, là một trong những loại súng có kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Trước đây ta có từng nghe qua, quy lực của khẩu súng này quả là rất lớn. Không biết loại súng này có thể nhập khẩu vào Đại Thanh được không? Tổng đốc đại nhân có ý này. Ta có thể làm trung gian, bán bản đồ cơ giới của nó cho quý quốc. Vậy thì tốt quá. Nếu có thể giúp Đại Thanh ta sản xuất loại súng này, ngài Hans sẽ là một đại thiện nhân đấy. Tổng đốc đại nhân, mấy thứ hư danh đó thì thôi đi. Ta là thương nhân vũ khí, tất nhiên cần tiền rồi. Rất sảng khoái. Nếu ngài có thể bán sơ đồ và thiết bị sản xuất loại súng Mauser 1888 này cho Đại Thanh ta, tiền chỉ là chuyện nhỏ. Ngồi đi. Hôm nay các ngài câu nệ như thế, thiết nghĩ chắc là đã biết bổn đô đốc mời mọi người đến đây vì lý do gì rồi. Nghe nói tổng đốc đại nhân
muốn xây dựng xưởng súng pháo ở Hán Dương, lại không cần triều đình chi tiền, nhất định là tự mình gom rồi. Theo lý mà nói, vì đại nghiệp quốc gia, góp tiền góp sức là chuyện nghĩa bất từ nan. Nhưng Tổng đốc đại nhân, ngài cũng biết đó, mấy năm nay chiến loạn không ngừng, lại cộng thêm triều đình thu thuế nặng. Việc làm ăn cũng khó khăn lắm, phải đấy. Khó khăn của các ông, ta đều biết cả. Nhưng thân là con dân của Đại Thanh, nên quan tâm tới quốc gia nhiều hơn. Mọi người nói xem, nếu ai nấy chỉ biết nghĩ cho bản thân, coi thường vận mệnh và tương lai của dân tộc, nếu một ngày thật sự trở thành nô lệ mất nước, vậy thì đúng là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay, sống không bằng chết đấy. Nếu Đô đốc đại nhân đã nói tới vậy rồi, vậy ta sẽ dẫn đầu quyên góp 5.000 lượng bạc. Ta nghe nói năm ngoái ông mới mở vài phân tiệm ở Giang Nam, còn mua rất nhiều khoáng sản và ruộng đất, ra tay rộng lượng hơn chút đi. Vậy để ta góp 2.000 lượng nhé. Dẫn ít. Thôi được, vì sự nghiệp lâu dài của Đại Thanh ta, ta sẽ chi 10.000 lượng. Thật sự không thể nhiều hơn nữa rồi, Tổng đốc đại nhân. Được rồi, sảng khoái lắm. Vậy còn các vị thì sao? 5.000 lượng. Ta chi 10.000 lượng. Không, ta cũng chi 10.000 lượng. Ta cũng chi 10.000 lượng. Được rồi, hôm nay trên bàn tiệc rượu không bàn mấy chuyện này nữa. Nào, uống rượu đi. Hôm nay ta và các ông không sai không về. Nào. Lão gia, uống chút nước đi. Bà còn bắt ta uống nữa sao? Ta không uống đâu. Phu nhân, phu nhân, hôm nay ta đã thể hiện được quy phong của Tổng đốc rồi. Ông còn nói nữa, ông không thấy dáng vẻ của đám người đó trước khi đi đấy thôi. Khóc không khóc, mà cười cũng chẳng cười, khó coi chết đi được. Bà nói ta khó coi sao? Bọn họ khó coi, bọn họ khó coi. Vậy ta cũng hết cách. Triều đình không phát tiền, vậy ta cũng chỉ có thể tìm mấy phú thương đó quyên góp tiền được thôi. Ta cũng biết là làm khó bọn họ. Ông một lòng vì quốc gia, không màng được mất của cá nhân. Nhưng mà ai hiểu được nỗi khổ tâm này của ông cơ chứ? Lão gia, Kim Thiên Hụ gửi thư tới. Khấu kiến đại nhân, Thiên Hụ ở Loan Hà xa xôi xin thỉnh an ngài, mong đại nhân cả nhà an khang, mọi chuyện thuận lợi. Nay gửi thư để báo một tin mừng cho đại nhân. Được ngài đề bạt, ta đã dùng kiến thức của mình trải qua hơn một năm ròng rã, mới hôm qua thôi Thiên Hụ đã hoàn thành cây cầu sắt Loan Hà rồi. Tốt quá rồi. Phu nhân, mau đi theo ta. Lão gia, lão gia, ông từ từ thôi. Nào nào nào. Ông từ từ thôi, cẩn thận. Cầu đường sắt bắc qua sông, bắt đầu từ Cổ Giả tới Sơn Hải Quan. Hảo tiểu tử, đúng là đại công, đúng là nở mày nở mặt. Để ta xem nào. Cổ Giả, Sơn Hải Quan.
Có chuyện gì thế? Sao phát nào cũng trượt thế? Đại nhân, khẩu súng này không phải là Mao Sơ 1888. Người nói sao? Hồi ta còn ở lục doanh của Tôn Đệ Đốc, từng thấy một loại súng gần giống với súng này, là loại Mao Sơ 7184 của Đức. Cái nó bắn ra là đạn màu đen, nhưng khẩu súng này tuy nó bắn ra đạn không khói, nhưng độ chính xác lại không khác gì 7184, rất nhiều khuyết điểm. Loại súng này đã bị chính phủ Đức loại bỏ rồi. Thuộc hạ đoán khẩu súng này là loại 7184 cải trang, chứ không phải là Mao Sơ 1888. Đại nhân, đại nhân. Thứ gian thương gian ác, đáng giết. Đại nhân, triều đình lại cho người tới dục rồi. Ta biết rồi. Đại nhân, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, số người am hiểu vũ khí trong triều đình rất hiếm. Nếu bọn họ đã cần vật mẫu thì cứ đưa khẩu súng này lên đi. Bọn họ không phân biệt được đâu. Ứng phó với triều đình thì dễ, lừa dối lương tâm mới khó. Xảy ra sai sót lớn như thế, trách nhiệm đều là một mình lão phu. Nay chỉ có thể tìm cách chuộc lỗi được thôi. Nếu không, trên có lỗi với giang sơn xã tắc, dưới có lỗi với lê dân bách tính. Đại nhân không cần quá tự trách, tất cả đều do tên gian thương han đó giở trò. Điều tại ta đã quá tin người, quên mất bọn người Tây xưa nay rất xảo trá. Ngày mai ta sẽ triệu tập các chuyên gia vũ khí, tìm cách cải tiến khẩu súng này. Chỉ có vậy mới có thể ăn nói với triều đình được thôi. Ngươi cầm lệnh bài của ta, đến lục doanh một chuyến đi, tìm Tôn Đại Đốc mượn một khẩu Mao Sơ 1888. Ngày mai ta sẽ cho người tháo ra quan sát thật kỹ, tìm ra đầu mối. Đại nhân, ngươi còn không mau đi đi. Vâng, đại nhân. Thành công rồi, thành công rồi. Hay Thích Dũng, nào nào, phải mau chóng nghiên cứu ra đạn không khói. Nếu không, súng Hán Dương chúng ta sản xuất ra là vẫn dùng quả lực của người Tây, vậy không phải thành trò cười nữa sao? Thuộc hạ cho người nghiên cứu rồi, đã có chút manh mối, xin đại nhân yên tâm đi. Tốt. Ngày 25 tháng 7 năm 1894, hải quân Nhật Bản âm mưu đã lâu, đột nhiên tấn công tàu hải quân Bắc Dương của triều đình nhà Thanh ở hải vực đảo Toshima, Triều Tiên. Cả hai chiếc tàu Tế Viễn, Quảng Ức đều bị bắn chìm, khiến hàng vạn tướng sĩ lục quân thương vong. Trận hải chiến đảo Toshima chính thức nổ ra, do triều đình nhà Thanh không chút chuẩn bị, đường đột nghênh chiến.
dẫn đến trận hải chiến đảo Toshima thất bại nặng nề. Ngày 1 tháng 8 năm 1984, hai phe Trung Nhật chính thức tuyên chiến. Trận chiến Hoàng Hải vào tháng 1 năm 1895, thủy quân Bắc Dương của triều nhà Thanh thảm bại. Phụng Thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu giết, Trương Chi Động được phong làm tổng đốc Lưỡng Giang, đồng thời quản lý mọi chuyện còn chưa xong ở Hồ Quảng. Khâm Thử, lão gia lớn tuổi rồi, lại là quan văn, thật sự phải ra chiến trường sao? Ta thân là đại sứ đất Phong, có trách nhiệm bảo vệ mảnh đất này. Cái gì phân quan văn hay quan giỏi chứ? Giặc qua dòm ngó lãnh thổ Đại Thanh đã lâu, lần này chúng có chuẩn bị mà tới. Lần này khai chiến rất bất lợi cho chúng ta, nhưng lại cũng không thể ngồi yên chờ chết. Nếu triều đình đã hạ lệnh khai chiến, vậy thì ta phải sẵn sàng đón địch, sẵn sàng ra sa trường. Trận chiến nổ ra, đao kiếm gặp nhau. Thật sự ta rất lo cho an nguy của ông. Trương Chi Động ta nhận bổng lộc của triều đình, phải làm tròn chức trách, tận tâm vì xã tắc. An nguy của bản thân nào đáng là gì? Ngược lại an nguy của giang sơn bách tính mới là nỗi lo lớn nhất của ta. Phu nhân, bà theo ta nhiều năm như thế cũng chưa từng được hưởng phúc, ngược lại để bà suốt ngày phải lo lắng, khổ cho bà rồi. Lão gia, chịu khổ chịu mệt ta có thể chịu được, sống trong sợ hãi ta cũng quen rồi, nhưng lần này thì khác. Vậy nên ta mới muốn để bà và người nhà đi Quý Châu, tránh xa chiến tranh. Không, ta muốn ở bên lão gia, cùng vượt hoạn nạn. Phu nhân, ta hiểu cho tâm ý của bà, nhưng thánh chỉ đã hạ, ta không lo được mọi người đâu. Mong phu nhân mau chóng lên đường, tránh lại làm ta lo lắng. Lão gia, đừng khuyên ta nữa. Đừng nói là quân Nhật làm loạn ở Sơn Đông, cho dù đánh tới Lưỡng Giang, ta cũng phải bên cạnh hầu hạ lão gia. Nếu đánh, ta sẽ mài đao cho ông. Nếu chết, cũng da ngựa bọc thay đi theo tướng công. Phu nhân, bà quả là anh hùng nữ nhi. Cũng được, vậy thì ở đây với ta đi, dẫn binh bố phòng, đợi lệnh ra quân. Đợi đến khi ta liều mình ra sa trường, nhất định khiến lũ giặc qua đó chết không có chỗ chôn thân. Phải, khiến giặc qua đó có đi không có về. Bố phòng Lưỡng Giang không thể lơ là, phải quan sát dọc bờ biển. Đường bộ, đường thủy đều phải đã thông, quân lương phải luôn sẵn sàng. Còn nữa, số thiết bị ở sườn súng pháo hiện giờ dần chuyển hết để bố phòng ở gian biển. Tuân lệnh. Đại nhân, ngươi đến rất đúng lúc. Đội người của Cận Vương chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bẩm đại nhân, 2000 thiết kỵ sẵn sàng chờ lệnh. 10 tiểu đoàn còn lại cũng chuẩn bị sẵn sàng trong vòng 3 ngày. Tốt, đội ngựa Lưỡng Giang sẵn sàng chờ lệnh. Chờ ta tấu xin thánh thuận xong sẽ tiến về Thiên Tân. Rõ. Mua thuyền chiến, mua vũ khí, mượn tiền Tây, kết thân chi diện mạnh, thưởng phạt phân minh, bất luận đánh hay quà, không có tàu là không được. Mua vũ khí,
mua thuyền chiến. Lấy bạc ở đâu ra bây giờ? Khởi bẩm thượng thư đại nhân, thuyền chiến của giặc qua 2 ngày trước đã bao vây Lữ Thuận khẩu rồi. Những pháo tấn công bắn bách tính, quân đồn trú không có nước lẫn lương thực, đang chờ cứu viện. Phải làm sao đây? Giặc qua đúng là vô pháp vô thiên mà. Mọi người đừng sợ, làm ồn lên vậy còn ra thể thống gì? Trương Kỳ Động, Trương đại nhân gọi tới hỏi thượng thư đại nhân, Kim Tuần Phủ Sơn Đông Lý Bỉnh Hoàng Lý đại nhân, triều đình có phát binh chi diện hay không? Đánh. Cũng phải có vốn để mà đánh. Trương Nam Bì quá là kích động, không biết phân nặng nhẹ. Dịch trạm dọc đường đều có tiếp ứng, ngựa nghỉ người không nghỉ, phải mau chóng tới Sơn Đông. Số súng ống đạn dược này phải được đưa tới trước. Ngoài ra, bẩm báo với Lý Bỉnh Hoàng đại nhân, mong ngài thúc giục quan địa phương chiêu mộ thêm dân phu, xây thêm chiến hào, mua thêm đạn dược và địa lôi, ngăn chặn người qua tiến công. Một lượng lớn súng ống đạn dược ở chỗ bổ quan sẽ sớm tới thôi. Đại nhân, ngươi còn chuyện gì nữa sao? Đại nhân, thuộc hạ lần này đi rồi, e là không thể theo hầu hạ ngài được nữa. Ngài nhớ bảo trọng đấy. Khẩu tử, những người trấn thủ bên phải đi. Dân, bổ sung đạn dược. Đại nhân, hết đạn rồi, dẫn huynh đệ đi trước đi. Dân, you
trận chiến Trung Nhật kéo dài 9 tháng ròng đã tuyên cáo kết thúc bằng việc nhà Thanh cắt đất bồi thường, đồng thời ký hiệp ước Mã Quan. Từ khi chiến tranh bắt đầu, Trương Kỳ Động chuẩn bị mọi thứ, gửi điện báo cho Lý Hồng Chương, chia diện Lữ Thuận Khẩu, bố trí phòng ngự gian sông, tiến cử danh tướng Bách Chiến, Lưu Vĩnh Phúc tới Quy Hải chống giặc Oa, điều động súng ống đạn dược chi viện cho chiến trường Sơn Đông. Không chuyện nào được triều đình chấp nhận. Chiến tích thảm bại càng khiến Trương Chi Động nhận ra tính quan trọng của nước mạnh quân đội mạnh. Một trận đại chiến phá cũ dựng mới. Không lâu sau đó, triều đình nhà Thanh đổ nát, cũng chào đón thời khắc đen tối nhất của mình. Khởi bẩm Thái Hậu, người ta đã tiến vào Lan Phường, hay là chúng ta không phải là kinh thành được nữa rồi. Đám người Tây đó muốn ép chết người ta sao? Đi nói Hoàng thượng chuẩn bị đi, chúng ta phải ra ngoài trốn một thời gian. Dân. Đại nhân, đã ký chưa? Ký rồi. Dẫn số đã tận. Dẫn số đã tận. Đại nhân bảo trọng sức khỏe, đừng quá đau lòng. Mau lấy đèn qua đây. Mau. Tứ cận tính, phím ái chúng, phím ái chúng, nhi thân nhân, nhi thân nhân, hữu dư lực, hữu dư lực, tắc học văn, phụ mẫu hô, ứng vật hoãn, ứng vật hoãn, phụ mẫu mệnh, hành vật lãng. Nhìn hậu sinh chăm chỉ như thế.
chăm chỉ đọc sách. Lão Phu thật sự cảm thấy an ủi. Nhờ hồng phúc của Tổng đốc Đại Nhân, để lũ trẻ này có trường để tới, có sách để học, bị chức thay mặt bách tính toàn quyện. Cảm tạ đại ân của Tổng đốc Đại Nhân. Tất cả đều nhờ Tổng đốc Đại Nhân quyên góp vật tư cho Nam Bì, mới có được học đường từ ân này. Lão Phu già rồi, có thể góp chút sức cho quê hương, ta chết cũng nhắm mắt. Nam Bì tạo ra Sở Tài, lật đổ Mãn Tộ, phải nói là một nhà đại cách mạng Tôn Trung Sơn. Nói đến công nghiệp dân tộc Trung Quốc, công nghiệp nặng, không thể quên Trương Kỳ Động, Mao Trạch Đông.张之洞，这位晚清政治家、军事家、实业家、教育家、改革家，沧桑一生执着兴国。1909年10月去世，厚葬于河北省沧州市南皮县原籍。